Ngày 27 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh họp phiên thứ tư. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì. Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Ban chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu về tiến độ đề ra. Cụ thể, trong tháng 8 năm 2023, tập trung đưa ra xét xử hai vụ án, gồm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường trung học cơ sở Dòng Ông Tố và vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc sai phạm liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc ban hành quyết định chấp nhận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung tham mưu, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội, tham mưu xây dựng quy định của Ban chỉ đạo về việc tiếp nhận xử lý đơn thư và các nguồn thông tin về tham nhũng tiêu cực. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu thêm khẩn trương triển khai đề án một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước và đề án vận dụng triển khai thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa ngăn chặn các hành vi tham nhũng tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ.